Lạp sườn to bá đạo, vừa mới để buổi sáng sớm ngày hôm nay. Đây để so nhé, một con bất kỳ. Đàn này để ăn là 6 con, mất 1 còn 5 con. Đây để làm phiền em một tí nè. Đây nha, cuống rốn nè, vẫn còn đang mới nguyên đấy. Nè, các bạn sẽ phản đối. Nè, nhìn đây, nhìn con chó nó nằm so với cái lọ canxi này. Còn dư ra nguyên từ cái vai trở lên một con bất kỳ này. Đây, con này nè, em ra đây nè, phiền em một tí. Đây, con này là cũng rốn nữa, còn chưa khô được như con kia. Xem là nó ở cái cỡ nào. Nè, mông đây nha. Con này còn dài hơn này. Đây, thường nguyên từ cái vai trở lên và to bằng lọ con si luôn. Rồi, liếm rốn cho con này. Đây, liếm rốn. Rốn vẫn còn đang ướt. Đây này, chắc khoan để sau cùng. Hai. Con nào cũng vậy. Đều phần người là dài bằng cái lọ canxi rồi. Và đây là lạp sườn này. Là một con nữa rút rồi xô. À, chui bên dưới không? Đây, bạn nữa này. Đây. 1 2 3 4 5. Mẹ xô. Đây nhá, nó còn si to hơn mồm mẹ. Con đẻ ra. Chờ su sinh gì em su ở mặt nên mình xem tí nào. Quáng hả?